Tập 17. Chờ ngay. Đi. Hình như tôi chưa chuẩn bị biếm tóc xong. Chú có sao không? Không sao. Có sao không? Không sao. Được rồi, mọi người đi trước đi. Chúng tôi đi trước đó. Cái họng của tôi. Xin lỗi nhiều nha. Giờ tôi không nhìn thấy. Không sao đâu, cô đi trước đi. Tôi còn phải tập dược, tôi đi trước nha. Chú từ từ thôi. Nè, cho tôi với. Hắn vào nhà hầm số 3 rồi. Anh mau báo với trưởng ban Tôn. Tôi canh ở đây. Được. Đứng lại. Thôi trưởng quan, anh đã bị bao vây. Thật không ngờ sau cùng thì tôi lại thua trong tay học trò giỏi của mình. Bỏ tối theo sáng đi. Tôi đang cứu anh đó. Đưa hắn đi. Đi. Thôi trưởng quan, anh xem các thủ trưởng khách sáo cho anh cỡ nào. Đảng Cộng sản không dùng cực hình, chỉ giáo dục lại về tư tưởng và chính sách. Tôi mong anh khai rõ vấn đề của mình. Chính phủ sẽ xử lý khoan hồng. Nghe đây, cơm canh ở đây tệ thiệt đó. Báo cáo, vào đi. Được, tôi biết rồi. Tôi ra ngoài một chút. Sở trưởng Lý, đồng chí Nhất Đạt, nói cô nghe tin vui. Lần này thủ trưởng Khắc Nông đã khen cô bắt được một nhân vật mấu chốt. Cảm ơn thủ trưởng khích lệ. Thôi Thành đó đã khai chưa? Hắn không nói câu nào, tâm lý chống đối rất mạnh. Đồng chí Nhất Đạt, cô có biết các đặc vụ lớp huấn luyện Hán Trung của quân thống sợ ai nhất ở đây không? Thủ trưởng tới rồi. Mời thủ trưởng vào. Thôi Thành, đây chính là lãnh đạo của chúng tôi, thủ trưởng Lý. Thủ trưởng, xin mời ngồi. Xem ra
Vũ của các cậu đã dốc hết vốn liếng cử luôn huấn luyện viên tới. Anh ta chẳng mạng sống chết của cậu, cho cậu tới làm bia đỡ đạn đó. Sao nào, nghĩ kỹ chưa? Có muốn hợp tác với chúng tôi, bỏ tối theo sáng để gia nhập phía nhân dân không? Đặc phái viên, chào. Chào, chào. Nhận được tin mật, tổ ngầm của đảng Cộng sản muốn bí mật đưa một đám nhóc tới Thượng Hải để cho vào trường giáo hội. Cha mẹ chúng có kẻ là đảng Cộng sản đã chết, có kẻ vẫn đang nằm dùng bí mật ở nơi nào đó. Chúng ta phải nghĩ cách cản đám nhóc này lại. Chuyện này sẽ giúp ích cho việc bắt cha mẹ gián điệp của chúng. Tôi sẽ cho người tăng cường cảnh giới ở bến tàu, đảm bảo không sai sót. Bên cục tướng Trịnh và cục phó Mao sắp xếp thế nào? Chuyện này cậu không cần lo. Biểu hiện cho tốt vào, làm ra thành tích cho anh ấy xem. Dừng. Mẹ Thẩm, khi nào thì chúng ta ra ngoài? Phải đó, tụi con cũng rất muốn ra ngoài. Tụi con muốn ngồi dưới bầu trời xanh, ngắm mây trắng có hình thù động vật, với cả chim non. Mẹ Thẩm, mẹ xem đi. Mẹ Thẩm, mẹ xem, chim non cũng sẽ thành đại bàng. Hồi đó mẹ bảo như vậy, nói là chờ các con lớn khôn, mạnh mẽ được như đại bàng, mẹ sẽ tới đón con về nhà. Cho nên con muốn thành đại bàng để mà bảo vệ mẹ Thẩm. Thế giới bên ngoài chắc chắn tươi đẹp giống như bây giờ phải không? Mẹ Thẩm hứa, chắc chắn sẽ đưa các con ra ngoài. Dạ. Này các con, thế giới bên ngoài rộng lớn như là bầu trời, các con chắc chắn sẽ có thể chan cánh để mà tự do bay lượn. Có được tự do như chim non hay không? Được chứ. Không, con không muốn làm chim non, con muốn làm đại bàng. Bay cao hơn mẹ mới nhìn thấy con, chắc chắn sẽ nhìn thấy. Mẹ Thẩm hứa với các con sẽ bảo vệ các con thật tốt. Giờ các con trưởng thành. Con không muốn trưởng thành đâu, con muốn ở bên mẹ Thẩm. Con cũng vậy, con cũng muốn ở bên cạnh mẹ Thẩm. Được rồi, mấy đứa nhóc tinh ranh, tới giờ đi ngủ rồi phải không? Nếu như mà không ngủ nữa thì... Được rồi, cẩn thận đó. Từ từ. Vì giờ không biết bọn trẻ này ở đâu, cho nên theo tôi phân tích, chắc chúng đang ở trong thành. Lời trừ những bến tàu quân sự và bến tàu xuất hàng, tôi nghĩ có khả năng nhất là ba chỗ này: bến tàu Dương Gia Đà, bến tàu Dương và bến tàu Triều Thiên Môn. Có thể loại trừ trước tiên là bến tàu Dương Gia Đà, vì ở đây chỉ có thể chở thuyền nhỏ, chúng sẽ không kịp trốn. Còn bến tàu Dương ở khu ngoại ô bờ Giang Nam, ở đó thì khá hẻo lánh, cho nên sẽ không có chỗ để mà chạy trốn. Tôi nghĩ có thể giám sát trọng điểm bến tàu Triều Thiên Môn. Nơi này thì khá sầm uất, thuyền to và nhiều phà để giấu người, cho nên tôi kiến nghị có thể giám sát trọng điểm bên bến tàu Triều Thiên Môn. Theo tình báo, đám trẻ được di dời này có khoảng mười mấy đứa. Như vậy đã đủ chứng minh chúng không thể đi thuyền cổ bình thường. Theo dõi sát tàu thuyền bến tàu Triều Thiên Môn xuống phía nam, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Nhận được chỉ thị cấp trên, phải rút khỏi điểm cứu hộ này. Sir Jenny, nếu bọn trẻ dọn đồ ngay, mau. Tuyến đường rút của chúng ta là đông người sẽ gây chú ý. Mình chia thành hai đường đi thuyền tới Thượng Hải, bên đó sẽ có đồng chí tiếp ứng. Tôi ủng hộ bọn trẻ rút luôn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ra ngay. Jenny, Thẩm Khiết, mau vào đi. Sao Sơ tới đây? Tôi đang nghĩ chút nữa chọn hành lý xong sẽ tạm biệt Sơ hẳn hoi. Ngồi đi. Các cục bảo mật đang truy vết chúng tôi, thật sự gây phiền phức cho Sơ rồi. Đâu có phiền phức, chuyện nên làm thôi. Thực ra thì tôi rất lo lắng cho bọn trẻ. Cô coi, bây giờ tình thế hỗn loạn, bến tàu đông người phức tạp, bao nhiêu là trẻ con, một khi bị cục bảo mật nhắm vào, vậy thì gây go lắm. Nên tôi sẽ cùng cô đưa bọn trẻ đi. Như vậy sao được? Đã làm phiền Sơ lắm rồi, không thể đẩy Sơ vào cảnh nguy hiểm. Thẩm Khiết, tôi quyết định rồi. Bọn trẻ đông như vậy, mọi người chia hai đường chăm sóc không an toàn.
mình cô không lo nổi đâu. Nếu tôi không bảo vệ được bọn trẻ thì có tư cách gì mà tin thờ Thượng Đế và làm con của Jesus? Không được. Jenny, tôi tôn thờ tín ngưỡng của Sơ, nhưng mà tôi không có cách nào đưa luôn cả Sơ vào cuộc chiến. Sơ nên là Jenny bình an vô sự, không tranh với đời. Cô không cần nghĩ cái gì hết. Tôi chỉ ra quyết định đúng đắn nhất mà thôi. Theo tin đáng tin, con của Cộng sản sẽ được chuyển đi vào rạng sáng nay. Đặc phái viên kêu lập tức triển khai hành động. Ra Triều Thiên Môn. Dân. Hành động. Phải ngoan đó. Nghe lời của chị Thẩm. Jenny, phải chú ý an toàn đó. Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Chúng tôi đi ra từ cửa chính trước. Lão Đinh sẽ đưa chúng tôi lên thuyền, sau đó cô xuống. Mọi người xuất phát trước. Bọn trẻ tiếp sau đây giao cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp. Gặp trên thuyền. Cô luôn dũng cảm nhất. Gặp trên thuyền. Gặp trên thuyền. Gặp trên thuyền nha. Gặp trên thuyền. Gặp trên thuyền. Cảm ơn. Chuyện này không đúng. Không đúng chỗ nào? Bây giờ mình ra Triều Thiên Môn hết. Vậy thì bên bến Tàu Dương không có ai canh chừng. Tin này rốt cuộc ở đâu ra chứ? Không lẽ đó là tin giả? Tin giả sao? Bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy nghe tiếng súng, tôi còn tưởng cô đã bị họ phát hiện rồi. Cũng may mà họ không đuổi theo, nhưng mà đã làm bọn đặc vụ chú ý. Thượng Hải chắc chắn sẽ bày thiên la địa võng. Kế hoạch ban đầu không thể xài được nữa. Mình phải xuống thuyền trước, vòng qua trấn Đồng Khống, đi đường bộ tới Thượng Hải. Nhưng chúng ta đông như vậy, tôi sợ sẽ dễ gây chú ý. Cho nên tôi chủ trương mình làm như lúc lên thuyền, chia ba đường lần lượt tới Thượng Hải. Hôm nay có thu hoạch không? Chúng tôi bày hai trạm gác ở bến tàu, tra xét mỗi một người lớn và trẻ em. Không có thu hoạch. Chẳng lẽ tổ chức đảng Cộng sản ngầm ở Thượng Hải bắt đầu có hành động rồi? Có khi nào là nhầm giờ giấc? Tôi thấy cậu nhầm thì có. Không thể nào. Chỉ có mấy người dẫn theo con. Con mềm lòng như là đàn bà. Bắt trẻ con không phải mục đích. Bắt cá nhỏ là để dụ cá lớn đằng sau. Xin trưởng quan xử phạt, thuộc hạ tắc trách. Phạt cậu thì có ích gì đâu. Tôi liên lạc với Thượng Hải rồi, để họ chặn đi. Dân. Tổ trưởng Trần, cô giúp chúng tôi nói với phía trên với. Phải đó. Bây giờ dân chúng cũng đang bàn tán xôn xao. Người nhà chúng tôi bán mạng cho đảng quốc, sau cùng lại có kết cục như vậy sao? Phải đó. Chúng tôi cũng phải sống tiếp chứ. Thì đó. Tổ trưởng Trần, cha của cô cũng là liệt sĩ tận trung vì đảng quốc. Làm đại biểu cho hội thân nhân, giúp chúng tôi nói với phía trên đi. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ giúp mọi người. Không còn sớm nữa, mọi người về nhà đi. Chúng tôi chỉ có thể trông chờ vào cô thôi đó. Tổ trưởng Trần, cảm ơn cô. Tổ trưởng Trần, có tiện nói riêng vài câu hay không? Tôi biết là các người đang tìm tài sản của Lý Trác Quân.
Tài sản đó liên quan gì tới tôi? Tôi đâu cần số tiền đó. Không tin tôi sao? Tôi biết nó đang ở đâu. Anh muốn nói gì? Tổ trưởng Trần, thời buổi rối ren như vậy, ai nấy đều nghĩ thêm cho bản thân của mình. Tôi hiểu được chứ. Nếu như mà cô muốn biết thì phải xem cô có thể chi bao nhiêu tiền. Tại sao anh lại giúp tôi? Giúp cô là giúp cô, giúp đỡ lẫn nhau thôi. Dạo gần đây, cục trưởng Trịnh nhận được một đống quà, trong đó có bảo vật trong cung tuồn ra, cũng có bất động sản ở Nam Kinh Thượng Hải. Sao anh biết? Dòng giao thiệp của các quý bà tất nhiên cô không biết. Vợ nhỏ của Lý Trác Quần, cho dù không vớt vát được cái gì bổ béo, nhưng cái người bảo cô ấy đi lấy mấy thứ đó đổi mạng của Lý Trác Quần thì cô ấy nhớ đó. Đã nói rồi, ngày mai không được xuất hiện. Tôi phê giấy nghỉ cho anh rồi đó. Vậy không được đâu. Lúc này nên có người ở bên cạnh cô chứ. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Những chuyện anh làm cho tôi đã nhiều lắm rồi. Ngày mai rồi tính. Dân Phi, cảm ơn. Không có gì. Tôi vào đó. Kim Bình, lập trường và tính chất công việc của cậu bây giờ tôi hiểu được. Thầy không trách cậu. Nể tình chúng ta là thầy trò, niềm tình ngày xưa tôi không đối xử tệ với cậu. Thả tôi đi. Thả anh ra. Anh đi đâu? Khu giải phóng toàn là lính, tựa như tường đồng vách sắt. Đúng là anh có võ công tốt, nhưng mà đạn súng không có mắt đâu. Huấn luyện viên thôi. Chỉ cần anh phối hợp, tôi đảm bảo cho anh sống tiếp thật tốt. Vậy ý của cậu là kêu tôi đầu hàng, kêu tôi phản bội đảng quốc? Huấn luyện viên thôi. Đảng Cộng sản và đảng quốc dân, chúng ta đều đã tự thể nghiệm. Tín ngưỡng hai bên khác nhau, kết quả cũng sẽ khác nhau. Kim Bình, tôi đã nhận được danh sách ám sát của cục lâu rồi. Trong đó cũng có tên của cậu. Nhưng tôi không nỡ giết cậu, vì cậu là học trò tôi quý nhất. Cậu nhóc này được đó. Kim Bình, bị thương ở đâu rồi? Đi nào, tôi đưa cậu tới phòng y tế. Đau không? Lần này tôi nhất định cứu anh ra. Cậu quyết định thả tôi sao? Tôi thả anh có nghĩa là hại anh. Anh có chạy ra được không? Tôi không muốn thấy anh bị bắn chết phơi thay ngoài đồng. Sau vụ của Thạch Bội Anh bị thủ tiêu, ban bảo vệ an ninh chúng tôi đã thực hiện bảo vệ những người đầu hàng. Tôi mong anh nghĩ kỹ lại đi. Hãy cho tôi thêm thời gian để tôi có thể suy nghĩ lại.
trả tiền trợ cấp cho chúng tôi, đừng làm chạnh lòng liệt sĩ. Trả tiền trợ cấp cho chúng tôi, đừng làm chạnh lòng liệt sĩ. Trả tiền trợ cấp cho chúng tôi. Công việc ở Trùng Khánh làm ăn kiểu gì vậy? Đón tôi như vậy đó sao? Chúng tôi cũng không ngờ cải cách của anh kinh động nhiều người như vậy. Nhớ dẫn giảng lược cơ cấu, tiết kiệm chi phí là yêu cầu của quỹ viên trưởng lặp lại nhiều lần. Chẳng lẽ mệnh lệnh của quỹ viên trưởng là không chấp hành? Bất kể lý do là gì cũng phải giải quyết mau đi. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi mình chẳng biết giấu vào đâu. Tôi nghe nói lần này hội thân nhân không tới cả ngàn thì cũng có mấy trăm. Mình đâu thể bắt hết số mẹ quá con côi đó được. Anh xem như vậy có được không? Hãy cho họ cử đại diện nêu yêu cầu. Không thì lực lượng người nhà tướng sĩ đó dấy lên dư luận xã hội, giành được lòng dân. Đến lúc đó sẽ làm cho chúng ta tổn thất danh dự đó. Đi đi, mời đại biểu hội thân nhân tới đây. Ai là đại biểu thân nhân? Lát nữa đi với tôi. Những người còn lại về nhà đi. Cấp trên sẽ thông cảm cho mọi người. Bây giờ các người ở đây không giải quyết được vấn đề gì đâu. Tôi đi với mọi người. Cô cố gắng giúp giùm chúng tôi nha. Cô đi nói với cấp trên. Nếu như không giải quyết được vấn đề, chúng tôi sẽ ngày ngày tới đây xin cơm. Phải đó, ngày ngày tới xin cơm. Được rồi, đủ rồi. Giải tán đi, ai về nhà nấy, nhanh đi. Cứ giải tán vậy sao? Báo cáo. Vào đi. Cô tới làm gì? Tôi là đại diện, đại biểu hội thân nhân quân thống tới trần tình. Cô đừng có quên thân phận quân nhân đảng quốc của cô đó. Ngọc Đình, chúng tôi đâu có bạc đãi cô. Sao cô lại hộ theo bọn họ quậy phá như vậy? Được rồi, đừng có ngạc nhiên nữa. Cô đã là đại biểu của họ rồi, vậy thì nói lý lẽ của cô đi. Tôi đem theo quan tình của những người ngoài kia mới dám tới phạm thượng bề trên. Kể từ khi cục trưởng đới mất, ngài thực hiện cắt giảm biên chế, tiết kiệm chi phí. Nhưng mà không thể cắt xén tới những người mẹ quá con côi đó. Theo tôi biết, trợ cấp được phát theo tháng. Sao họ vẫn còn ý kiến? Chẳng lẽ mỗi nhà có người hy sinh thì đều có thể không làm theo quy tắc sao? Trợ cấp được phát như thường, nhưng phát theo điều lệ năm dân quốc 30. Sau khi thắng lợi lại bắt đầu đánh đảng cộng sản. Thương nhân ở đây đầu cơ tích trữ, vật giá leo thang. Trợ cấp mua được 2 túi gạo, chỉ có thể mua được 1 gói thuốc lá. Khó khăn này ngài không biết hay sao? Kháng chiến 8 năm, 400 triệu đồng bào hy sinh bao nhiêu người? Có bao nhiêu người tứ tán, tan nhà nát cửa? Không lẽ mỗi người đều có thể đưa ra yêu cầu với quốc gia hay sao? Vậy thì chết rồi còn gì? Bây giờ đang là giai đoạn then chốt cho diệt cộng. Mọi người đều phải phục vụ cho đại nghiệp diệt cộng của quỹ viên trưởng. Đạo lý này, cái nào nặng, cái nào nhẹ, các người không hiểu sao? Tôi không tranh biện chuyện lớn nhỏ quốc gia được mất cá nhân. Tôi chỉ nói gia sản Hán Giang. Một năm nay cục bảo mật tịch biên ở Thượng Hải, Nam Kinh, bao nhiêu gia sản Hán Giang bị tịch biên không rõ ràng. Tổng tài sản tịch biên của những tên Hán Giang đó báo lên có khoản nào là khớp đâu. Nhất là tên Hán Giang Lý Trác Quận đó, bên ngoài đã đồn đại khắp nơi. Lý Trác Quận, đặc vụ lớn của chính phủ vệ quốc Uông Tinh, quản lý ở Thượng Hải nhiều năm, giờ vét vô số mồ hôi xương máu nhân dân, gia tài bạc triệu, thật sự chỉ là con số tịch biên bé nhỏ. Cô im đi. Tin đồn bên ngoài có chứng cứ đáng tin không? Cô chỉ dựa vào những tin dịch đó tới đối chất với cục trưởng cục bảo mật chính phủ quốc dân chính thống sao? Tôi không tin tin dịch đó. Nhưng mà ngài cũng biết, có 3 người nói là mọi người sẽ tin. Nếu mà những thân nhân tụ tập ngoài kia đi tố cáo lên trên thì vài 3 câu nói không thể che đậy được đâu. Và nhất là vấn đề liên quan tới gia sản của Lý Trác Quần, liên quan mật thiết tới cái chết của cha tôi. Ngài là đồng nghiệp cấp trên cũ của cha tôi. Sau khi cha của tôi mất, có người nói là đã bị cộng sản giết, có người nói là bị người Nhật giết, thậm chí có người nói lúc đó ông ấy muốn trở giáo, đầu hàng chính phủ Ngụy, bị người phe của mình xử lý. Hai vị trưởng quan, không lẽ không biết cha tôi là con người thế nào sao? Một thuộc hạ lâu năm, một lòng cứu quốc cứu dân tới chết mới thôi, sau khi chết lại bị sỉ nhục như vậy, sao ngài lại đành lòng kia chứ? Hôm nay tôi tới chỉ muốn hỏi một câu. Rốt cuộc cha của tôi, ông ấy chết như thế nào? Ngọc Đình, bây giờ tôi có thể nói rõ ràng với cô.
Kết luận vụ ám sát Lý Trác Quần thất bại khi đó là đặc công Đảng Cộng sản ở Thượng Hải giành công với chúng ta, làm tin bị lộ ra, dẫn tới chuyện hành động của cha cô bị bại lộ ngay lúc đó. Đó là kết luận khi đó. Và đó cũng là kết luận cuối cùng. Cho dù ai đồn thổi thì cũng không thể lật án. Đó là sự thật. Cô thấy ấm ức, cô thấy oan uổng. Nhưng mà hôm nay không phải là lúc để nói những câu này. Tôi và cục trưởng Trịnh tới đây để giám sát chỉ đạo hành động tiêu diệt Đảng Cộng sản ngầm ở khu vực Trùng Khánh. Lúc này cô quậy như vậy là muốn ra tòa án quân sự sao? Đừng thấy tôi là đồng nghiệp lâu năm của cha cô. Nếu cô làm lỡ chuyện lớn bố trí của chúng tôi, vi phạm quân quy, thì cô không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Nếu như cô còn nghe lời đồn bậy bạ, chúng tôi sẽ nghiêm trị. Còn nữa, cô đi nói với hội thân nhân đó, lý lẽ đảng quốc làm trọng, được mất cá nhân là phần nhẹ đi. Phát huy khí tiết của quân thống cũ, phải cùng nhau vượt qua khó khăn lần này. Ngoài ra, mong muốn của họ chúng tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Đặc phái viên, dân làm loạn ngoài cửa xử lý sao đây? Đám thân nhân đó ngoài việc gây rối ra thì không làm được gì hết. Đảng quốc đúng là nguy ngập mà. Hay là như vậy, cô cho họ ít tiền, sau đó đuổi họ về đi. Nếu như không đi thì cứ để họ quậy. Chờ hai người trong phòng đi rồi, tôi sẽ tính sổ từng người một. Dân Phi, mình tới đây thôi. Đừng mất thời gian vì tôi nữa. Tôi biết cô đang không vui. Mình sẽ không có kết quả đâu. Chú Diệp đã nhắc tôi, anh không nên ở đây, lãng phí tài qua của anh. Đi làm chuyện mà anh muốn đi. Đi đi, anh không nên trói buộc với tôi. Nhưng tôi lại không cảm thấy tôi đang phí phạm thời gian. Tôi còn chân tướng mà mình muốn làm rõ. Tôi không thể như vậy hoài. Để tôi bên cạnh cô cho tới khi tra rõ chân tướng có được không? Ngọc Đình, con quên điều kiện lúc đó cho con tới Thượng Hải rồi sao? Việc chính làm không xong, tối ngày nghiên cứu báo suốt. Dạ, chuyện không nên hỏi thì không hỏi, chuyện không nên biết thì không biết. Tới Thượng Hải là ra chiến trường, chiến trường không có phụ nữ, chỉ có kỷ luật. Được, cứ vậy mà làm đi. Ngọc Đình, cục phó, tìm tôi sao? Lời hôm trước cô nghe có hiểu không? Có những chuyện lúc nên buông thì phải buông. Tôi thấy cô học đủ hết cái sự quật cường của cha mình rồi. Tôi không yên tâm. Từ bé cha đã dạy tôi, nếu là quân tử thì đi đúng đường cần đi. Nhưng mà cô là con gái, có rất nhiều chuyện trong đó không đơn giản như là cô nghĩ đâu.
Có những chuyện cô không nên biết thì tốt hơn đó. Nếu như cô gặp chuyện gì thì ai bảo vệ cô? Ai cứu cô đây? Là con gái thì biết thân biết phận, sống cho tốt. Có những chuyện không cần phải lo, không có lợi cho cô. Tôi cũng không muốn có tiền đồ gì hết. Tôi chỉ muốn biết cha mình chết thế nào. Cố chấp, đừng quá ngây thơ. Cầm đầu gây chuyện, nói lời xúc phạm. Cô đã phạm điều tối kỵ rồi. Duyệt cho cô nghỉ phép, về nghỉ ngơi đi. Tạm thời đừng lo chuyện ở tổ xét duyệt nữa. Tôi sẽ cho người tiếp quản. Kêu cô nghỉ là bảo vệ cô đó. Nếu là vậy thì cho tôi cởi quân phục rời cục bảo mật. Tôi sẽ không điều tra chuyện này. Tôi thấy kết quả đó cũng tốt, còn hơn là cô ở đây mắc sai lầm. Còn như vậy thì chỉ có đường chết thôi. Được rồi, ra ngoài đi. Cô sao vậy? Họ không cho tôi điều tra chuyện của cha tôi. Sau này tổ xét duyệt sẽ không còn liên quan tới tôi. Đôi khi sự thật khiến cho người ta khó chấp nhận hơn cả lời dối trá. Có những chuyện lúc nên buông thì phải buông. Đừng có quá ngây thơ. Còn như vậy nữa thì chỉ có đường chết. Cha có thể nói cho con biết chân tướng là cái gì không? Con gia nhập quân thống là để được giống như cha, có thể trừ gian diệt ác, nêu cao cái thiện. Vậy tại sao bây giờ lại mọi chuyện lại thành ra như vậy? Ngọc Đình, con chỉ muốn trừ cái ác, nêu cao cái thiện thôi. Tại sao chứ? Tại sao? Rượu của tôi. Anh thả tôi xuống, tôi chưa uống xong mà. Đừng có đỡ tôi chưa uống say đâu. Ngọc Đình, cô về ngủ sớm đi, đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Sao ngay cả anh cũng kêu tôi đừng nghĩ nhiều? Ý của tôi không phải như vậy đâu. Chân Phi, mình tới một nơi không ai quen mình đi. Mình cùng nhau làm lại từ đầu. Được, tôi đi với cô. Giỡn với anh thôi. Tôi biết không có chỗ như vậy đâu. Đi thôi. Cô lên nhà trước đi.
Không ai mở cửa chắc chắn là đi làm rồi. Dân Phi, tôi đi đây. Về nha. Tạm biệt. Thái độ Thôi Thành rất tốt. Khai ra đặc vụ ở Lạc Xuyên, Tuy Đức và Diên An, tổng cộng 16 người. Chúng tôi đã dựa theo tên và địa chỉ trong danh sách điều tra lấy chứng cứ kỹ càng. Bây giờ có thể bắt giữ rồi. Kim Bình, Lạc Xuyên giao cho cậu, Diên An giao cho cô. Được. Tuy Đức thì tôi đi. Chia ra hành động. Xuất phát. Dừng. Không được chạy. Đi. Dừng. Đứng lại đó. Đưa đi. Đi. Đứng yên đó. Làm gì vậy? Biết điều đi. Làm gì vậy? Tôi là người tốt mà. Sao lại bắt tôi? Đứng lại đó. Đứng lại. Không được chạy. Các người là ai vậy? Tôi là người tốt mà. Sao lại bắt tôi? Đưa đi. Đi nhanh lên. Buông tôi ra. Đứng im. Đứng im đó. Đưa đi. Đi. Đứng lên. Sao lại như vậy chứ? Sao bắt người vô cớ vậy? Đi đi. Sao lại bắt người rồi? Ở bên này. Buông tôi ra. Dừng tay. Là thuốc chuột sao? Tôi là hiệu trưởng trung học Tuy Đức. Các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Anh đem theo điện đài ẩn nấp trong khu giải phóng của tôi, làm hoạt động gián tiếp mà chả đánh tiếng gì. Vậy thì không coi được đâu. Báo cáo trưởng ban tôi, cái này tìm được trong trường. Đây là điện đài kiểu Anh, anh giấu trong bếp ăn của trường. Tôi không nói sai chứ, sở trưởng Diêm Lương. Đưa đi. Đi. Mau lên. Dạo này hành động thanh trừng ở Diên An đúng là quá đáng sợ. Người của chúng ta cử đi chưa tới 2 năm đã bị bại lộ hết. Mười mấy cái điện đài nhập khẩu đều rơi vào tay của Cộng sản. Tháng trước, người cử đi từ lớp huấn luyện đặc biệt ở Lan Châu, vừa tới đó đã bị khống chế toàn bộ, không sót một ai. Tôi đang nghi ngờ lớp huấn luyện đặc biệt ở Lan Châu có mật thám của Cộng sản.